vì trong phòng áp lực âm như các bác sĩ đã nói là phần lớn cái virus là nó rơi trên mặt sàn. Và thông số của robot, cái kích thước của robot thì được thiết kế rất là đặc biệt theo cái kích thước cái mép dưới của cái giường trong khu áp lực âm, nếu mà cao hơn thì không vào được. Và đặc biệt thì vì bệnh viện này là rất là chuyên biệt cho nên là người ta dùng nhiều loại khử khuẩn khác nhau. Có những cái vị trí mà đòi hỏi là cái khử khuẩn rất là thường xuyên, đặc biệt là phó áp lực âm mà điều trị bệnh dương tính ấy, thì thậm chí có những vị trí mà cần yêu cầu đến 30 phút một lần là phải được khử khuẩn bề mặt. Thế thì khi có các cái robot mà hỗ trợ thực hiện quá trình đấy thì con này rất là cao. Chúng tôi hy vọng là cái đợt này sẽ thành công. Và đây nó chỉ là nền tảng thôi, thì các bạn có thể thấy rằng là con robot này nó sẽ dịch chuyển, còn các giá trị cộng thêm ý thì nó rất nhiều. Ví dụ nó sẽ chuyển thuốc đến cho người bệnh, nó sẽ chuyển thức ăn đến cho từng buồng bệnh khác nhau, và đồng thời thì nó sẽ chở các cái quần áo bẩn chẳng hạn,